Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Đối với nhiều anh em làm ở những cái trung tâm chăm sóc xe, những anh em thợ ấy, thì không phải khi nào cũng có thể làm việc ở trong tiệm của mình, mà thường là cũng có những trường hợp là phải đi ra ngoài tiệm để mà làm những cái xe mà khách yêu cầu đến tận nơi để làm. Tuy nhiên là khi mà đi ra ngoài ấy, thì gặp phải cái vấn đề đó là phải kéo dây điện ra tận nơi để có thể cắm được những cái máy đánh bóng, hay là có những cái vị trí mà cũng không cần đến những cái máy đánh bóng lớn. Thì vậy thì có một cái phương pháp nào để mà giải quyết được cái vấn đề đấy một cách linh động hay không? Thì cái câu trả lời là có. Các kỹ sư của Maxai đã đưa ra một cái dòng sản phẩm, đó là cái máy đánh bóng mini không dây, dùng pin mà không cần phải cắm điện. Thì đây được xem như là một cái giải pháp rất là tuyệt vời để giúp cho những người thợ có thể xử lý trong những cái trường hợp như vậy. Đây cũng là một cái sản phẩm của Maxai mà được rất là nhiều anh em thợ ưa chuộng và mua của Taiko. Vậy thì cái máy này nó có những cái đặc điểm tính năng gì nổi bật mà được nhiều anh em ưa chuộng đến vậy? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các cái thông số kỹ thuật của cái máy đánh bóng mini không dây dùng pin này. Cái đặc điểm đầu tiên ấy, đó là nó có quỹ đạo tùy chọn, có thể sử dụng đồng tâm và lệch tâm. Đây là một cái đặc điểm mà rất là nổi bật của cái máy này. Cái đặc điểm thứ hai, đó là nó có công suất là 80W. Cái thứ ba, đó là về cái tốc độ vòng quay. Thì cái tốc độ vòng quay của nó là từ 2.500 đến 6.500 vòng trên phút. Có 6 mức, thấp nhất là 2.500 và cao nhất là 6.000. Cái thứ tư, đó là cái đế gắn này. Thì nó có hai loại, loại 1 inch và loại 2 inch. Và cái thứ năm, đó là nó có hai pin theo kèm máy, với cái dung lượng pin đó là 2.300 mAh. Vậy thì một cái bộ máy đánh bóng mini không dây cầm tay M0312 của Maxai này, nó gồm những cái gì? Cái thứ nhất, đó là nó gồm một cái máy đánh bóng không dây này. Cái thứ hai, đó là nó gồm một cái hộp cứng này. Một cái hộp cứng này nhìn rất là đẹp các bạn. Và cái thứ ba, đó là nó có hai đế, 1 inch và 2 inch. Thứ tư, đó là một cái thanh mở rộng 76.5 mm. Cái tiếp theo đó là hai cục pin 2.300 mAh. Thứ sáu là một cái bộ sạc chuẩn quốc tế. Tiếp theo đó là cái hướng dẫn sử dụng và hai cái cà lê để có thể tháo ra lắp vào các cái phụ kiện đi cùng với máy. Và tiếp theo đó là ba cái phần đính kèm với máy đánh bóng. Và cuối cùng là một cái bộ phớt đánh bóng 24 chiếc 1 inch và 2 inch mà như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Cái thứ nhất, đó là cái máy đánh bóng này nó rất là nhỏ gọn và rất là linh động, khi mà không phải dùng dây điện mà chỉ cần dùng pin sạc, và có thể xử lý những cái chi tiết nhỏ trên xe ô tô. Cái thứ hai, đó là nó có thể sử dụng như một máy đánh bóng đồng tâm và lệch tâm trong một máy, bằng cách đó là hoán đổi các cái module tác động kép và gắn tấm cái nền trực tiếp vào đầu máy. Cái thứ ba, đó là các cái tấm đế 1 inch và 2 inch kết hợp với cái thanh mở rộng này thì nó có thể tiếp cận được các cái vị trí nhỏ hẹp ở trên xe ô tô cần đánh bóng. Cái thứ tư, đó là với hai cục pin với cái dung lượng là 2.300 mAh, chính vì vậy mà có thể sử dụng một cách liên tục mà không sợ cái tình trạng bị hết pin. Và cái thứ năm, đó là cái bộ sạc này. Thì đây là một cái bộ sạc chuẩn quốc tế, có thể phù hợp với tất cả những cái loại sạc trên thế giới và có màn hình LED để hiện cái dung lượng pin.
Khi mà xem đến đây rồi thì các bạn có thể thấy được những cái tiện lợi của cái máy đánh bóng mini không dây M0312 này đem lại phải không ạ? Không cần cắm dây điện, chỉ cần một cái sạc pin và vẫn có thể xử lý đánh bóng được những cái vị trí rất là nhỏ trên ô tô và cả trên xe máy. Các bạn khi xem video, nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc về cái máy đánh bóng này, hãy gọi điện hoặc nhắn Zalo cho số hotline ở phía trên màn hình. Hoặc các bạn cũng có thể comment gọi của mình cùng với số điện thoại ở xuống dưới cái video mà các bạn đang theo dõi, để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video, nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật là thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.